Thế Bang, sức khỏe của ông thế nào rồi? Cũng tốt hơn rồi. Tôi giả vờ mất trí nhớ và cử động không tiện cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chuyện này tôi hiểu, vì con trai của ông mà. Đáng thương cho những người làm bố mẹ. Có mấy đứa con có thể thật sự hiểu cho lòng của bố mẹ đâu. Lần này vì bảo vệ con trai tôi nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Tuyệt đối không để Lương Yến và Đào Chánh Vũ làm hại nó. Thế Bang, ông cũng biết bây giờ Vương Tường đang gặp khó khăn rất lớn. Cao Dương lại luôn đả kích niềm tin của nó. Tôi sợ là nó sẽ không chịu nổi. Không, ông nói là Cao Dương cố tình đả kích Vương Tường à? Không phải à? Thế Bang, hay hai chúng ta giúp nó đi, tránh cho nó bị Cao Dương đuổi đi. Thế không được. Nếu như Vương Tường thật sự là con trai của Cao Thế Bang tôi đây, thì nó sẽ không dễ bị đánh bại đâu. Phương Thành, ông tuyệt đối phải có lòng tin ở Vương Tường, kể cả Cao Dương nữa. Nếu Vương Tường muốn kế nhiệm thì phải dựa vào thực lực của bản thân vượt qua đợt khảo nghiệm này. Tôi hiểu ý của ông rồi. Ông đang muốn mượn cơ hội này để đào tạo Vương Tường thành một người có năng lực điều hành doanh nghiệp. Nếu không, dù ông có giao Cao Thị cho nó cũng không thể bảo vệ công ty, đúng không? Đúng là thế. Cao Dương là do một tay tôi bồi dưỡng, nó cũng vậy. Vương Tường muốn thành công thì phải khắc phục được khó khăn này. Nếu như nó có thể vượt qua được bài kiểm tra của Cao Dương thì cũng coi như đã vượt qua được bài kiểm tra của tôi. Nhưng sao ông lại biết Cao Dương không tư lợi? Ông nghĩ mà xem, một sản nghiệp lớn như thế, ai lại cam tâm tình nguyện dâng cho kẻ khác chứ? Đổi lại là tôi sẽ nghĩ mọi cách để khiến Vương Tường giơ tay đầu hàng, giao Cao Thị ra. Vì thế mà lúc nãy tôi mới nói, ông phải có niềm tin với Cao Dương. Thằng bé này làm việc cẩn thận, tính tình lương thiện. Theo như sự hiểu biết 20 mấy năm làm bố con của chúng tôi, nó tuyệt đối biết tôi muốn làm gì và nhất định sẽ giúp tôi đạt được tâm nguyện ấy. Thế Bang, có câu người không vì bản thân trời tru đất diệt. Ông đối với Cao Dương lại có niềm tin đến thế cơ à? Với lại cậu Cao Dương này cũng biết. Ông không cần nói. Đối với tôi, Vương Tường cũng là con trai tôi. Và Cao Dương cũng là con trai của tôi.